Robot, Game Pass, Top Infinity. Người đàn ông có được mọi thứ đang có nguy cơ bị admin cho bài ạc. Ban ạc thì ta cũng chơi nấp tù rồi lại thôi. Này vô hãy tạc Game Pass với Robot, người để ra đâu hết tên rồi. Ta không để ở shop cài game giá rẻ nữa đâu, ta đã chuyển qua shop huytongamer.vn. Có đồ băng đỉnh thì hãy tới đó mà lấy đi. Hello anh em, xin chào, chào mừng đã trở lại với Huy Trần Gamer. Nãy mới chào hộp quà đi ra một review Saitama nhé. Ghê chưa, nãy tôi sẽ đi review Saitama cho anh em coi. Saitama yeah, nhưng mà Saitama phiên bản yếu. Nếu bạn nào có coi One Piece Man, thì tôi là một người không có coi, thì một nhân vật Saitama trong bộ phim là đấm phát chính luôn, gọi là Thánh Phong Tôm á. Đó là một nhân vật chưa có trong game, nhưng có một phiên bản khác của Saitama, phiên bản yếu hơn, giống nhau hoàn toàn, chỉ có hình như là có tóc thôi. Chỉ khác nhau có hai điều thôi, thứ nhất là không mạnh như Saitama, và thứ hai là đâu có tóc. Nhưng anh ấy có thể được gọi là một Saitama, một Saitama phiên bản thực tế, một phiên bản yếu. Ông kia té giếng rồi, để dưới đường té giếng đó mất tiêu rồi. Vô rồi, hôm nay chúng ta sẽ đi review Saitama nhưng mà phiên bản đạp xe. Thì em hello normal nha. Nãy bu cho đông vô mà chiêu đi ra một đi review Saitama không ai đi hết trơn, tưởng nó xạo rồi sao. Người ta có Saitama thiệt mà. Để rồi em sell. Thôi khỏi sell đi, để tôi bắn luôn. Tôi dành ăn với em luôn. Đây, lên trên đây đặt luôn. Đây chính là Saitama của tôi. Đúng rồi, có hiệu ứng rồi, không cần phải sợ đứa nào. 500 tiền, level 1 luôn, 700 đam. Hơi bị mạnh đó anh em, mỗi tội là bắn hơi bị lâu nha. Bắn một cái sau đó rồi nó đi 10 năm sau nó bắn nữa. Để lát luôn đi. Con này mới tra về. Con này của em luôn á, em cho anh luôn đó hả? Ai biết đâu. Nãy anh tra về mà anh không nhớ là tra về cho ai. Đó, đây là Saitama của chúng tôi nè. Saitama phiên bản này để coi là... cái này là phiên bản gì sao rồi. Tức là anh này anh yếu lắm anh em. Để tôi đặt cái con farm tiền cái tôi mới kể chuyện về anh này được. Đây là một cái nhân vật mà có một lòng quyết tâm quả cảm, được gọi là gì tôi quên luôn rồi ta. Tôi có coi về hai season, hai mùa, hai phần của One Piece Man rồi. Một nguyên nhân tôi coi đó là do tôi bị cái anh tên là Ben Channel, anh ấy review và anh ấy kể chuyện về Saitama hay quá, nhất là cái ông mà Kim Đại Đế. Người có hai kia gió vương ngang chắc hơn Upshot luôn đó. Usopp rồi chưa chắc đã có Haki gió dương bằng như Kim Đại Đế. Kim Đại Đế chỉ cần nhìn con quái thôi, con quái đó đã sợ nó chết rồi. Đam hơn cả Zenith. Đam hơn cả Zenith luôn, nhưng mà bắn lâu quá, 6.6 giây lận. Bắn xong nó đi qua, nó ngủ giấc rồi nó quay lại, nó đánh tiếp. Nhưng mà anh này là một người gọi là cái gì ta? Không phải là anh hùng, tên nó ngầu lắm anh em. Nhưng mà dịch cái tiếng Việt đó là anh hùng xe đạp đó, đúng là vậy luôn, Biker Hero đó. Nhưng mà tên trong đó là cái gì mà... Thôi quên rồi, bạn nào nhớ nhắc đi hết, tôi quên là cái ông này tên là cái gì rồi. Anh ấy là một con người có lòng quả cảm, giống như Saitama luôn. Anh Ben Channel đã nói vậy mà sao mà cãi được. Anh Ben Channel nói là đây là phiên bản Saitama, nhưng là phiên bản thực tế. Là phiên bản yếu, nó thẳng là yếu. Nhưng mà nếu mà Saitama không có đi mà hít đất gặp cơ bụng này nọ trong 3 năm á, thì Saitama... Thành ra đúng là như vậy, là anh hùng xe đạp. Tôi nhớ là cái tên gì mà nghe nó ngầu như cái bồn cầu luôn á, mà giờ tự nhiên cái bất chợt mình cũng không nghĩ ra. Dạo này coi Ben với lại coi Bay TV nhiều quá cho nên hơi bị ngáo anh em. Anh em thông cảm nha. Anh ad em được không? Anh full rồi em ơi. Thật ra là full thiệt rồi chứ không phải là em. Full thiệt rồi, ad không có được. Nè, ad cho em coi nè. Anh đã mắc ren rồi, anh đâu ad được ai đâu. Đó, đâu ad được ai đâu. Rồi mình sẽ up lên một phát nữa vậy để coi Saitama đánh như thế nào. Một phát là lên 1.500, tính ra cũng to đó. Nếu mà 4 sao cái này thì cũng không có yếu đâu. Lên phát nữa nè, 2.300. Cái này là cái phần hình như phần gì sao đó nè, tức là anh này hình như là hiệp hội anh hùng, rồi hiệp hội anh hùng neo. Anh hùng là lúc đầu là anh hùng bình thường,
Sau đó thì do việc làm anh hùng á không có phát triển, không có tiền, cho nên là những anh hùng này mới bỏ qua là vừa làm anh hùng vừa làm neo anh em. Kiểu giống như là hồi xưa mình là cái chế độ gọi là ngũ binh ương nông. Tức là lúc đầu á bình thường thì chúng ta vẫn làm nông nghiệp. Khi nào có chiến tranh thì những người nông dân nó mới cầm súng lên bảo vệ tổ quốc kiểu như vậy. Thời xưa nhất là thời Tần của Trần Thánh Tông á thì người ta có hay có cái chế độ là ngũ binh ương nông là như vậy. Thì anh này cũng như vậy, là lúc đầu á thì làm anh hùng không nhưng mà cảm thấy là doanh thu không khá, cho đó thì hiệp hội anh hùng mới dần phá sản, chỉ còn lại một vài thành viên, ví dụ như Saitama thôi, còn lại thì mấy thành viên khác không có nữa. Do đó thì người ta sẽ đi qua hiệp hội anh hùng neo, là vừa làm anh hùng mà vừa làm neo làm móng á. Không sao tự chế thôi, chứ thật ra tên neo nó khác, nó nghe nó ngầu luôn chứ không phải là nó làm móng. Rồi chúng ta sẽ up lên tiếp, up ray 3. Up ray 3 cũng được 3.000 rồi nè, 3.000 tiền 3.000 đam cũng được. Tôi lúc nào tôi cũng thấy mà cái con nào mà đam với tiền nó ngang ngang nhau là tôi thấy cũng được. Tại vì ngoài cái yếu tố mạnh ra nó cũng phải đáng đồng tiền bát gạo nữa. Rồi lên phát nữa ha. Nên coi cái anh hùng này ảnh ngoài cái treo bay lên đá ta nó còn cái gì mới không. Đây. Không, cái đổ đó không phải không. Để tôi gọi tôi lên coi cái tiệt chiêu chạy xe đạp của anh ấy kìa. Ai con này nó đánh hoài không thấy gì trơn hết trơn á. Em ơi. Em ơi. Xeo nó giùm anh đi. Thanh em. Chúng ta sẽ tiếp tục với anh hùng Saitama phiên bản người thường thực tế và nó không có vượt quá tầm vĩ mô. Đâu rồi coi skill đánh như thế nào, quên mất tiêu rồi. À bây giờ là chạy xe đạp nó đụng người ta luôn à. Bây giờ tôi biết là cái cú đụng xe đạp nó 4.000 đam. Rồi up lên một phát nữa nha. Rồi thì chúng ta định hình là bây giờ cái cú đụng xe đạp là năm, có trị giá là 5.000 đam. Công nhận bây giờ đụng xe đạp mà tôi thấy nó nguy hiểm hơn là lái xe máy. Nhiều thằng cầm kiếm chém chưa được 5.000 đam nữa, anh này chạy xe đạp đụng người ta 5.000 đam rồi. Maximum chỉ có 5.000 đam thôi. Saitama của chúng ta hôm nay hơi yếu. Không biết là anh em nghĩ có Saitama hay không, nhưng mà tôi nghĩ là có Saitama. Saitama có lẽ là mới đẻ ra là 6 sao luôn chứ không phải 5 sao chăng. Hoặc là cách lấy là nó vô cùng phức tạp, cực kỳ khó. Đam sẽ cực kỳ to nhưng mà cũng giống như là một phiên bản của Yagami. Tức là bấm một phát thôi là nó sẽ chết, nhưng mà tôi nghĩ là chết hết chăng. Kiểu giống như là 1 triệu hả, 1 triệu tiền đúng không, mấy triệu tiền không ta, triệu tiền hay gì đó cỡ vậy. Nhưng triệu tiền bấm một phát rồi 5 phút sau mới bấm được, giống như Yagami chẳng hạn, nhưng mà bấm phát chết luôn chẳng hạn, mà phạm vi nó nhỏ hơn hay gì đó, cái đó tùy anh admin, tùy cái thú vui sở thích biến 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 thái biến hóa của anh admin thôi, nên không biết được. Đó Saitama của chúng tôi ra tay đây. Tôi để tôi kéo thêm một anh xe đạp nữa. Kiểu này hình như là anh ấy đã mặc đồ của hiệp hội anh hùng neo rồi. Vô. Chứ bình thường tôi nhớ đâu có trang bị vũ khí ăn mặc như thế này đâu. Bình thường nó đơn giản lắm. Vô rồi tụi kia nó đánh một phát là chết queo à. Này nó yếu xìu, nó đánh không được ai. Nhưng mà nó có khí thế của Saitama. Anh em liên hệ Ben Channel coi tiếp nha. Đây, tôi coi giữa đường thôi nên tôi cũng không có nào mà diễn tả được tại sao nó là giống Saitama nữa. Đó. Thấy chưa, chỉ cần Saitama phiên bản yếu đuối kết hợp với một em Naruto thôi là có thể thủ được, nhưng mà nếu mà xóa luôn mấy con này thì Naruto chắc cũng thủ được đó. Ủa gì gắn nó vô chi ta, thôi vậy chúng ta cứ tưởng tượng là anh cửa xe đạp đánh đi. Ơi anh hùng chạy xe đạp vô đập đó, 5.000 đam, 5.800 năm cũng được, là 40.000 đam, đừng có giỡn với chúng tôi nha. Tôi lấy xe đạp tôi đụng cũng được 40.000 đam nè, tính là chưa boost luôn đó. Ủa có con Zozo nào lạ quá ta, Saitama gì có quà rồi à, có quà rồi đúng rồi, hy vọng là quà nó ra con người tiết hai đứa lên con ray 6 sao, chứ ray 6 sao chỗ này nó khan hiếm quá, khan hiếm hơn nguồn nước nữa. Thấy chưa anh em thấy chưa, cái con xe đạp tôi nó kết hợp với Naruto Chara cửu quỷ gần mắt up ray thôi là nó đánh chết mấy con quái hết trơn rồi. Để cho thấy cú đụng xe đạp quyền thoại. À thiệt chiêu của nó là cú đụng xe đạp công lý. Hình như tên là cái gì, là xe đạp công lý hay gì á, tôi gần gần nhớ ra rồi. Rồi anh ấy sẽ sử dụng thiệt chiêu là cú đấm công lý. Nói chung là mọi mọi đòn đánh mặc dù không hiệu quả nhưng đều thêm cái chữ công lý vô. Ví dụ như là cú bị đập công lý, cú té công lý, cú rụng răng công lý, hoặc gì đó. Anh Huy cần con trết Amor không anh nè à?
Có nữa hả, bật chế độ xin ăn hoài mắc cỡ lắm. Cú này là cú đụng xe công lý kết hợp với bơm chara cụ vĩ. Những cái con này có nhiều đâu mà, con này nó có 554.000 đam mà. Ôi lùng dịch, 54.000 đam mà dám so với 5.000 đam mà. Cái gì đây, cái con cái mùi này như có cái nhân vật nào khủng bố lắm mà sao á. Nó đánh thì ghê quá. Con rem thôi à, rem trên lốc xoáy à. Lốc xoáy làm sao mà là chiếc đụng xe, cú đụng xe công lý của ta được. Review chơi cho vui thôi chứ tôi biết nó cũng không có mạnh rồi. Còn 4 sao với lại hàng này nó không mạnh. Nhưng mà tôi nghĩ là biết đâu một ngày đẹp trời nào đó Amin sẽ cho up Saitama 5 5 sao, phiên bản đầu tiên là 5 sao chẳng hạn, là nó sẽ đánh chết quái luôn, nhưng mà trong phạm vi rất là nhỏ, hoặc là đánh một hai mục tiêu gì đó trong thời gian lâu, ví dụ như đánh 20 giây một lần, và đánh 20 giây một lần đánh chết quái luôn, nhưng mà đánh một mục tiêu thì nó cũng không ảnh hưởng nhiều và đạt được một con thôi, kiểu vậy. Bây giờ biết đâu thì tôi nghĩ nó sẽ cần những con ví dụ như là anh hùng xe đạp này nè. Nguyên nhân là đây là một phiên bản đời thường của Saitama, phiên bản bình thường, phiên bản thực tế hơn, chứ mà đi tập gồng cơ bụng 3 năm tập hít đất gì đó 3 năm thôi mà đã ghi ra mạnh nhất cả vũ trụ bay lên cả hành tinh thì tôi nghĩ cũng hơi căng não. Rồi nói chung trận này thắng chắc rồi, có anh hùng xe đạp của tôi kết hợp với con Naruto Chara cũ vị kết hợp với Rimu với Zenith thì làm sao mà thua được. Mà chủ yếu mấy con kia thôi chứ anh hùng xe đạp tôi đánh cũng như không à. Rồi bye bye anh em, hẹn gặp lại những video tiếp theo.